Dạ thì bữa anh phỏng vấn tôi xong rồi thì gia đình đều biết ở Việt Nam với bên Mỹ này cũng đều biết rồi, mới nói tại sao tôi không đi gọi cảnh sát mà để tới giờ này. Thì bây giờ trong gia đình đồ bạn bè đồ cũng ủng hộ kêu nó, thì bây giờ phải tìm cảnh sát để mình báo cái sự thật con mình nó chết như vậy ở đâu cho nó ra đặng lấy công lý lại cho con của tôi. Thành ra bữa tôi cũng có đi gọi hẹn cảnh sát cũng phỏng vấn đồ rồi, nó hỏi giờ con thì mới đầu vô thì nó hỏi giờ con chuyện sao mà bị chết. Thì tôi nói con tôi là ông Võ Hoàng Yên từ Việt Nam, ông làm thầy từ Việt Nam ông qua bên đây ông đi trị bệnh, giờ tôi thấy tôi nghe ông trị bệnh ở chùa, tôi đem mới đem con tôi lại đặt cho ông trị bệnh, thì đem lại lên này ông trị bệnh trong vòng có 15 phút là con tôi nó đã chết ở trên cái tay ông rồi. Rồi đó thì giờ cảnh sát nó mới hỏi tôi chứ rồi bây giờ chị biết số phone của ổng không, mà tôi nói tôi không có biết tại vì ổng bây giờ giờ hỏi biết bây giờ ổng ở đâu không, mà tôi nói bây giờ tôi cũng không biết ổng ở đâu, ở Việt Nam ở Lào ở đâu tôi cũng không biết nữa, tôi không biết thì chỉ biết tôi biết là ổng đi về Việt Nam mà không biết ổng còn ở Việt Nam là ổng đi đâu, cái đó mình không có biết đó. Rồi cảnh sát đó, nó mới hỏi đồ xong hết trơn thì nó cũng có hỏi nhiều, rồi nó nói bây giờ nó cho tôi một cái khe, cho cái khe number, tôi có cái khe number rồi, rồi nó mới nói tôi đó là chừng nào khi nào mà có số phone của ổng thì bổ sung vô thêm. Bây giờ tôi tìm, tôi có số phone rồi mà tôi tìm tôi chưa gặp cảnh sát để tôi bổ sung số phone vô. Còn giấy tờ đồ á thì cảnh sát nó cũng đã có rồi, tên tuổi đồ cảnh sát có đủ hết rồi. Chị nói là cảnh sát họ không có hỏi gì nhiều, chị có thể kể lại, chị có nhớ lại là họ hỏi những gì từ cái việc này hay không ạ? Không, cảnh sát thì nó chỉ hỏi con chết nha, ngày mấy tháng mấy, và tôi cũng nói là ngày 5 tháng 10 năm 2014. Rồi lý do là sao nó chết thì tôi nói là con tôi đi lên trị bệnh nhà ông thầy đó, ông trị bệnh thì con tôi nó trong vòng 15 phút là nó chết trên tay ông luôn tại chùa. Thì nó chỉ hỏi đơn sơ thôi à, là nó cho mình cái khe number. Sau khi mà cảnh sát đã nghe lời khai của chị cũng như là cho chị cái case number, tức là cái số hồ sơ đó, thì họ có cho biết là họ sẽ làm những gì sau khi họ đã có hồ sơ này hay không thưa chị? Thì cảnh sát nó cho cái khe number xong rồi nó nói để nó làm việc, nó nói gì thôi à. Họ có xin số điện thoại của ông Võ Hoàng Yên? Có. Và họ có cho biết rằng họ sẽ điều tra tiếp tục về cái phía ở Việt Nam hay không? Thí dụ như cụ thể như là họ sẽ có liên lạc với phía Việt Nam để điều tra hay không? Họ có cho mình biết những cái thông tin đó hay không ạ? Tại vì không có cho, là gặp cảnh nó không có nói, là tại vì mới đầu gặp cảnh sát Mỹ rồi mình cũng không có biết tiếng tâm về cảnh sát nó gọi lại nó nói chuyện Việt Nam, thì hai cảnh sát nói chuyện với nhau rồi cảnh sát Việt Nam nó chỉ hỏi sơ lại mình cái thông tin thôi. Quay trở lại một tí từ câu hỏi ban đầu đó, là khi mà chị chia sẻ câu chuyện chị lên như vậy thì người nhà người thân của chị đề nghị đó là chính là cái quyết định mà đó là cái lý do mà chị quyết định đi báo cảnh sát, là vì chính là do nhiều người nhà họ đề nghị chị như vậy. Cái câu chuyện hồi mà bắt đầu ổng làm con tôi chết rồi ổng đi ổng đi về Việt Nam, sau này ổng qua lại mấy lần, ổng chồng tôi đi điện vô ổng hỏi cũng chỗ gọi đi qua mà có thấy gọi điện thoại không, có thợ điện thoại ra thăm không vậy, tôi nói không, ổng nói con người gì mà ổng có biết điều làm con mình chết rồi mà bây giờ qua mà không thấy hỏi thăm gì chứ. Ông chồng tôi nói là từ đó tới bây giờ ông chồng tôi cũng để trong bụng, ông kìm trong bụng mà nó không, mình bây giờ cái chuyện nó đã qua lâu rồi mình đâu có nói lên được đâu. Rồi sẵn cái vụ cho chị Hằng với anh Dũng Việt Nam đây có cái tiếng nói lên, thành ra cái sẵn đó mình nói ra luôn để cho mọi người biết, đặng biết cái câu chuyện của mình như vậy, đặng sau này là ông có đi trị bệnh và tránh né ổng đó thì
là ông chồng tôi là ông điềm trong bụng, là mấy tháng sau là ông điềm trong bụng rồi, mà mình không có tiếng nói được, mình nhỏ nhoi quá, mình đâu có thể nào mình nói lên được đâu. Giờ bây giờ đổ bể ra là ông lường gạt như vậy, như ở Việt Nam tùm lum hết trơn, thành ra mình mới dám nói cái câu nói lên. Hồi đó mình nói lên mình nói cũng đâu được, mình nói có đâu có biết sao có tin mình không. Chồng của chị với lại mấy người con, hình như là hai người con đó, và cũng như là người thân trong gia đình, họ có bị phiền hà gì khi mà chị nói như vậy, thì họ có cảm thấy buồn hay là cảm thấy khó chịu về cái câu chuyện của chị không? Không, thằng con tôi nó nghe, thằng em của thằng mắt á, nó nghe nó mừng lắm, nó nói rồi cảnh sát mà lời hỏi tới con là con nói hết luôn á, con nói đó, con kêu má nói hồi đó rồi, con kêu má gọi cảnh sát rồi mà mắt nó không chịu, má nói ra ông để cho ông đi chuyện với người khác, ông đi giết người để cho ông trị bệnh ai, con thấy ai con giường con thấy ông là con thấy ông này không có biết trị bệnh rồi, mà má cứ nghe lời ông không à, thằng con dụ mà là đổ bể ra nè, cái mình nói chuyện rồi phỏng vấn rồi cũng sợ nó nữa, nó nói sợ nó nói mình nữa, cái nó nói con ủng hộ má đó. Như vậy là chị có sự ủng hộ của những người trong gia đình. Dạ. Thế thì ngoài ra những người bên ngoài, những người sơ giao cũng như là những người mà không biết về chị có ghi nhận được những cái việc mà họ đồng ý, không đồng ý hay là gì khác hay không thưa chị? Không, người nhiều người cũng đồng ý lắm, tại vì người ta không có biết đó, thì người ta nói tập mới đầu coi á, không có coi hết câu chuyện thì người ta cũng giận mình lắm, ta tức mình lắm, ta nói tại sao mà hồi đó mà không đi gọi cảnh sát đồ này kia để cho bắt ổng, mà để cho ổng đi vòng vòng chị bệnh thêm, ổng hại người thêm rồi á. Rồi nhiều người bạn bè rồi có người thì nói là ta cũng như là lúc đó thì con người ta mất, người ta cũng lính quýnh, người ta cũng lo kê con người ta thôi, với phần tại thấy ở trong chùa nữa, mình không muốn làm gia lớn chuyện, tại vì thôi con mình mất nó cũng đã mất rồi. Rồi mình nói tưởng đâu là ổng thì thầy, một thầy trị bệnh giỏi quá, bàn tay ổng là bàn tay Quan Âm Bồ Tát đưa ổng xuống để cho ổng trị bệnh, thì thôi mình hy sinh con mình để ổng đi cứu bao nhiêu người mạng người khác. Mình nghĩ như vậy thôi, thành ra mình mới không gọi cảnh sát, chứ đâu có biết giờ này nó đổ bể ra chứ gì. Nhiều người gọi đây cũng ủng hộ lắm, người ta ủng hộ, người ta cứ đốc suối sao ổng làm cho lớn chuyện ra không, mà nhiều người nghe cái câu chuyện này rồi ta lại ủng hộ thêm nữa. Ở Việt Nam thì được nghe rằng là có những cái hiện tượng là có những người mà lên tiếng nói ra thì bị ai đó gọi điện thoại hoặc là lên tiếng chửi bới hoặc là đe dọa vân vân. Trong trường hợp của chị có bị đe dọa khi sau khi chị lên tiếng hay không thưa chị? Không, không có, ở bên Việt Nam không có. Tại vì bên Việt Nam không có biết đó, tới chừng mở lên coi thì không có thấy hình, thấy thằng nhỏ này, thằng con nó mất, thì ở Việt Nam cũng ít biết lắm, nó đâu có Việt Nam, nó về hồi lúc mà 5 tuổi có đem nó về làm, thực ra cũng không có ai biết. Rồi coi hình thì nghe thấy cái giọng nói chuyện, rồi mấy em với chị nhà nói ủa cái này giống Lộc ở bên Mỹ nói chuyện quá vậy đó, thì Việt Nam nghĩ vậy nó gọi qua hỏi phải không, cái nói phải, cái bên kêu trời la trời nó trời ơi làm nhỏ chết, nhưng mà để tới giờ này sao lúc đó ổng gọi cảnh sát đi cho bắt ổng cho gọi đi, rồi nhiều người cũng nói hồi đó sao nói hồi đó gọi về nói cha nói nó bệnh, thì mình thấy con mình nó bị như vậy thôi đi, mình cũng muốn khư lại nữa, mình nói cho nó bệnh nó mất để cho nó qua câu chuyện chứ đâu có muốn khư ra. Ý là câu hỏi muốn hỏi rằng là bản thân chị đó, sau khi mà chị lên tiếng nói về câu chuyện này đó, bản thân chị có bị đe dọa, hăm dọa gì đó đối với chị hay không ạ? Không, không có. Chúng tôi cũng ghi nhận rằng là nhiều cái ý kiến nói rằng là sau khi chị kể chuyện như vậy, có lẽ là cái nơi mà ông Võ Hoàng Yên tới chữa bệnh ở Houston đó, là chùa gì đó, thì cũng sẽ bị liên đới về trách nhiệm. Thì chị nghĩ sao? Và chị có lo lắng về cái điều đó hay không? Không đâu, không có lo đâu, tại vì chùa cũng mình theo như tôi nghĩ chùa cũng là nạn nhân thôi, tại vì ổng á ở Việt Nam, ổng đi qua đây trị bệnh, ổng trị nhà người này người kia thì nó nhỏ quá đi, đâu có đủ người đâu, mà đâu có đủ chỗ để cho ổng trị, thì ổng phải mượn đến một cái chùa, ổng đi các chùa này chùa kia chứ đâu phải mình ở Việt Nam đâu,
rồi ông phải đi lên tới tới chùa ông trị, thành ra mình lên cho nó mình trị là chị ông thầy Vũ Hoàng Yên, chứ trên chùa đâu có ai chữa bệnh cho con mình, thành ra tôi không có nghĩ là phải liên lụy tới chùa, chùa đâu có làm gì đâu mà liên lụy. Ta còn tốt nữa, gọi thầy đồ, gọi điện thoại nói thôi để cái đám con của con mất đó để thầy lo trên chùa lo cho con. Rồi tôi nói thôi đi thầy ơi, tại vì con của con mất thì con lo. Thầy nói vậy thầy lại tụng kinh cho cháu hàng ngày, rồi xong rồi thầy nói con thiêu cháu rồi con đem đứa cốt đi đâu. Rồi tôi mới nói con đem đứa cốt con về chùa kế nhà, tại con ở gần đó có cái chùa. Chứ bây giờ thầy nói để trên chùa thầy đi, cho nói để thuộc chùa thầy, con đi xa quá à, tại từ nhà con lên tới chùa không kẹt xe thì tiếng kẹt xe hơn tiếng lặng thôi, để con để dưới chùa chứ gần nhà con đi cho nó gần. Rồi thầy mới nói vậy thôi con về con lấy một cái tấm hình nhỏ cho thầy để trên này thầy cũng tụng cho cháu 49 ngày cho cháu, trên chùa cũng vẫn tụng kinh cho cháu luôn. Chị nói là ông Võ Hoàng Nghi sau đó, thời gian sau cũng có quay trở lại hiếu sinh những lần khác để chữa bệnh nhưng không có liên lạc với gia đình. Không, ông xong cái đó rồi đâu năm sau, mấy tháng sau thì nó qua năm sau, ông qua ông chữa trị ở đâu trên cũng hiếu tâm này nè, lên nhà ở nhà bà bạn đó, bảo có cái miếu nhỏ nhỏ, chùa nhỏ nhỏ đó, ông lên đó rồi người ta về người ta cũng nói Võ Hoàng Nghi qua nữa, thì tôi nói thôi đừng có nhắc ông chồng tôi, đừng có nhắc cái tên của ông đó, tôi cũng muốn thấy mặt ông đó, tôi thấy mặt ông đó là mệt lắm, tôi không muốn thấy nữa đó. Mà nhiều người thấy qua rồi sau cái chuyện này tôi không có muốn nghe cái tên Võ Hoàng Yên nữa, tại tôi nói con người ông không có biết điều, đừng có nói con mình mất mà không có lợi thấp một cái nhang, mà đi qua đi lại cũng không có gọi thoại hỏi thăm gia đình khỏe không rồi này kia kia nọ. Từ đó tới sau là ông qua lại chùa này chùa kia là tôi không có muốn nghe nữa. Như vậy thì cái những lần sau đó ông Võ Hoàng Yên qua thì có quay trở lại cái chùa cũ mà đã xảy ra tai nạn hoặc là những cái chùa khác ở vùng Houston hay không thưa chị? Có, năm 2019 hình như ông có qua chùa Liên Thông Tự gì đó. Chứ chùa Việt Nam là không có trở lại nữa. Chắc trở lại người ta cũng sợ quá trời, người ta cũng đâu có dám. Bây giờ thì chị đã báo cảnh sát rồi, thì bây giờ cái việc nó lại nằm ở phía cảnh sát để họ điều tra. Chắc có lẽ là họ sẽ điều tra ở nhiều cái nơi liên quan, kể cả ở Việt Nam và những nơi ở Houston. Riêng chị thì chị nghĩ là chị sẽ có những dự định gì liên quan tới cái việc này trong thời gian tới hay không? Bây giờ thì mình muốn nói câu chuyện này mình giao cho trắng đen ra thôi, giống như là để cho biết cái sự thật thôi, đặng cho mai mốt thí dụ ổng có đi đâu cũng bị bệnh thì mọi người tránh né ổng rồi này kia, chứ mình đâu có biết nói làm sao bây giờ. Trường hợp của chị, người con bị chữa trị và tử vong tại chỗ đó, nhưng mà ngoài ra có lẽ chị cũng vẫn thấy là ở trên mạng xã hội, trên YouTube vân vân, rất nhiều những trường hợp mà ông Võ Hoàng Yên đã chữa được những cái bệnh khác như là bị bệnh bại liệt hoặc là câm điếc hoặc là bú cổ, mà chính Phố Bosa TV gần đây cũng có phỏng vấn một vị ở Mỹ cũng không gặp trực tiếp ông Võ Hoàng Yên, nhưng qua cái cách học về cái cách bấm của ông Võ Hoàng Yên thì vị này tập theo đó thì cũng đã bớt được cái hậu chấn về cái việc bị stroke của ông ấy. Chỉ có nghĩ rằng là ông Võ Hoàng Yên vẫn chữa được bệnh hay là vì cái chuyện riêng của chị cho rằng là ông không chữa bệnh được? Không, tại vì nhiều người có nhỏ em chồng ở Việt Nam á, bữa nó mới hay được cái gọi qua, nó nói trời ơi dưới này nè có cái ông ở cái nhà ông đi ông chữa đi chữa về muốn hết tiền hết bạc luôn mà bây giờ cũng ngồi chỗ gì chứ đâu có làm gì được đâu, ổng đâu có chữa được đâu mà nhiều người tin ổng, người tin cứ đồn người này đồn ra người kia đồn ra người cứ đi cho ổng chữa, mà thấy là mấy người quen ở Việt Nam hỏi lại là không có hết, nhiều khi mấy người mà căng ngọng ngọng lại đó gõ dỗ cao quá rồi ổng kêu điếm 1, 2, 3 rồi sợ quá rồi điếm 1, 2, 3 tại chỗ đó thôi chứ về nhà mấy bữa sau lại cũng trở lại như cũ à. Như vậy trong trường hợp của chị không có tin là ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh được? Không, không tin. Tại cái cách ông chữa bệnh
ổng nói chuyện kiểu đó là tôi không tin, là bởi vì tôi mới thấy con trường nó con tôi thấy không yên mà tôi nhào vô, tôi nói thôi đừng cứu nữa, đừng có cha chị bệnh nó nữa, mà xô tôi ra không cho tôi lợi thôi.